hình vuông, hình tròn, hình tam giác. Và hình như các bạn có để ý cái gì trên bàn hay không? Xin giới thiệu với các bạn một siêu phẩm. Siêu phẩm đến từ nhà Asus. Asus ZenBook 14X OLED. Tại sao mình lại gọi nó là siêu phẩm? Hãy cùng đi theo mình đánh giá em máy này trong video ngày hôm nay nhé. Điểm đầu tiên đó chính là thiết kế. Từ năm ngoái đến năm nay thì dòng ZenBook của Asus nó vẫn vậy, nó chưa có sự thay đổi quá nhiều. Nhưng mà các bạn nhìn đi, nó rất là đơn giản. Thế nhưng mà nó lại thừa sức toát lên sự tinh tế. Những cái đường nét và vòng tròn đồng tâm tập trung là một điểm, nó chính là logo của Asus, tạo ra một điểm nhấn không thể nào xịn sò hơn được nữa. Để mà nói thì từ bản năm ngoái đến năm nay, ZenBook đã đem lại cho mình một thiện cảm rất là tốt. Từ việc là máy được build từ kim loại toàn bộ nè, để tăng phần chắc chắn, đạt chuẩn độ bền quân đội. Nhưng mà có một điểm đáng ăn tiền, đó chính là em máy này chỉ nặng 1.4 kg. Từ đó đến giờ mình sử dụng các máy gaming hầm hố, bỏ trong mang lô mang rất là cồng kềnh. Thế mà từ khi sử dụng em máy này nè, thoải mái lắm các bạn. Mà nó chỉ có duy nhất một điểm trừ thôi, đó chính là máy nó hơi bám mồ hôi và dấu vân tay. Cho nên là các bạn giữ máy thường xuyên vệ sinh, lau chùi kỹ càng để cho máy có được một thiết kế đẹp nhất nhé. Mỏng nhẹ và gọn gàng là một đằng nha. Đằng khác là chiếc máy này vẫn có đủ các cổng kết nối cần thiết, từ hai cổng Type-C, một cổng USB 3.2, HDMI, jack tai nghe 3.5, tất cả đều được hội tụ đủ hết, không thiếu một cổng nào. Quá tiện lợi, không thể chê được đúng không? Ok, mình khen về thiết kế như đó đủ rồi. Bây giờ mình tới màn hình đi. Từ năm ngoái đến năm nay thì Asus ZenBook nó đã được trang bị một cái màn hình nó đã đẹp rồi. Mà năm nay được trang bị thêm công nghệ đó chính là màn hình OLED. Thế nên là năm ngoái mà chấm điểm 9, năm nay đó là 91 điểm. Với một thông số quá đổi là ấn tượng, 14 inch, độ phân giải 2K, còn tỷ lệ 16:10, độ sáng 550 nits, tần số quét 90Hz, quá trời là ưu điểm luôn. Làm việc, chơi game, xem phim thì mới gọi là hết nước chấm. Tất cả màu sắc đều rất đẹp, màu đen thì thể hiện sâu nè, màu ấm thì hiện là đã mắt luôn. Và một điểm cộng của em màn hình này nữa đó chính là màn hình cảm ứng nha mọi người. Tự tưởng tượng mà các bạn đi với crush mà ngồi vuốt vuốt như thế này, ngồi quẹt qua trái tìm mấy cái pha như thế này, thì với một cái màn hình cảm ứng mà còn góc nhìn rộng, còn OLED nữa thì chắc mấy chị quẹt phải các bạn luôn. Về cấu hình thì em máy ZenBook năm nay được trang bị bộ chip là AMD Ryzen 5 5600H và GPU đó chính là AMD Radeon Graphics. Không phải bàn quá nhiều về con chip hiệu năng cao này của AMD đã làm được gì cho những chiếc máy mỏng nhẹ nữa rồi. Các ứng dụng văn phòng nhẹ nhàng của em máy đã làm quá tốt, không có gì phải chê trách cả. Mượt mà, đa nhiệm, nhanh nhạy. Cho tới các ứng dụng liên quan tới đồ họa 2D như là Photoshop thì em máy vẫn ổn định, vượt qua mọi thứ một cách dễ dàng. Các layer được chỉnh sửa nhanh chóng, không có hiện tượng bị giật lắc. Còn đến phần giải trí thì chiếc máy vẫn đáp ứng tốt các tựa game. Mọi khung hình đều được mượt mà, không có hiện tượng drop cũng như là giật lag. Cùng với đó là giải màu P3 của máy khá cao, tạo nên hình ảnh sâu, sắc nét trên mọi ván game. Còn về pin thì em này với một bức pin dung lượng là 63Wh, cho thời lượng pin lên tới gần 7 tiếng. Và trong điều kiện đó chính là bật wifi và độ sáng 100%. Và các bạn sẽ hỏi rằng liệu máy này như vậy là vô đối hay chưa? Chưa nha, nó có hai điều mà khiến cho mình khá là bất ngờ. Điểm đầu tiên đó chính là về vấn đề màn hình. Ở màn hình trắng như thế này, nếu mà để ý kỹ thì có thể dễ dàng thấy được các pixel điểm ảnh nè. Và nhược điểm thứ hai đó chính là về RAM. 8GB RAM có thể các bạn dùng đủ trong việc văn phòng và tác vụ nhẹ nhàng. Nhưng mà để mà làm multitasking thì có thể là hơi hụt hơi. Trước khi video kết thúc thì mình muốn tóm gọn rằng đây là một chiếc máy rất là xịn sò. Tuy chỉ là Ultrabook mỏng nhẹ nhưng mà nó có hiệu năng rất là tốt, không hề thua kém những máy to lớn. Có một thiết kế đẹp đẽ, mỏng nhẹ, dễ dàng di chuyển. Bàn phím với độ nảy rất là tốt, cảm giác bấm tốt nè. Màn hình có màu sắc tươi, chi tiết lên rất là cao, cấu hình ổn, đáp ứng mọi nhu cầu làm việc từ giải trí. Tuy nhiên nhược điểm RAM khá là ít. Và đó là những ý kiến của mình sau 7 ngày trải nghiệm em Asus ZenBook 14X OLED này. Các bạn nghĩ sao về em máy như này? Có mỏng nhẹ nhẹ nhàng và nó đa tác vụ cũng như là mạnh mẽ hay không? Hãy để lại ý kiến các bạn trong phần comment bên dưới. Mình là Thành Thông, xin chào và hẹn gặp lại.